Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Luân sẽ xin giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn một cái nhóm Zalo. Đây là cái nơi để chúng ta được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong lĩnh vực nuôi tôm. Trong nhóm này chúng ta sẽ được gặp gỡ những người nông dân nuôi tôm lâu năm có kinh nghiệm. Và nhóm của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho người nông dân chúng ta được tiếp cận với những sản phẩm chất lượng và với cái giá ưu đãi cho bà con. Đối tượng của nhóm của chúng ta đó là ai? Là những các bạn sinh viên trẻ đang học trên trường. Các bạn là nhân viên thị trường cũng đã từng học qua chuyên môn. Và những người nông dân đang nuôi tôm hiện nay. Nhóm của chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với giảng viên Thạc sĩ Trương Phước Thiên Hoàng. Cô hiện nay công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, bộ môn Công nghệ vi sinh của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ cùng với chúng ta mổ xẻ tất tần tật về những vấn đề về vi sinh, về pH, về khí độc, về dinh dưỡng và những cái phản ứng hóa học khi chúng ta sử dụng các hóa chất ở trên đồng nuôi tôm của chúng ta. Thì mục tiêu của nhóm của chúng ta là sẽ cung cấp những kiến thức căn bản để giúp người nông dân xử lý trên đồng nuôi tôm của mình, xử lý một cách tự lập, tự chủ, ít phải nhờ vả đến người khác. Khi chúng ta nắm được những kiến thức căn bản, và cô sẽ giới thiệu với chúng ta số chủng vi sinh vật mạnh có khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibrio mà ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang sản xuất. Cái nữa về cái mục tiêu lâu dài của nhóm của chúng ta là tạo sự liên kết trong nông dân, sự kết nối giữa các doanh nghiệp với nông dân nuôi tôm. Từ đó người nông dân sẽ được cung ứng những cái sản phẩm đầu vào chất lượng với giá cả hợp lý, và sau đó là sẽ liên kết với nhau tạo đầu ra cho bà con. Thì đây là cái mục tiêu lâu dài mà chúng ta cần phải phấn đấu thì mới đạt được. Tuy nhiên nhóm chúng ta cũng phải đặt ra mục tiêu để đi đến. Và sau đây là một số cái ý kiến Luân đã trích ra trong một cái buổi nói chuyện trên Zalo. Các bạn theo dõi và xin mời các bạn tham gia vào link nhóm. Chúng tôi hoan nghênh chào đón quý vị. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem clip, và nhớ đăng ký kênh của Luân để ủng hộ Luân nhé.